để việc xét đề nghị khen thưởng được công khai minh bạch tạo hiệu ứng tích cực và đồng thuận trong dư luận xã hội thường trực hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh công khai thông tin đối với các trường hợp đề nghị chủ tịch nước thủ tướng chính phủ khen thưởng nhằm lấy ý kiến dư luận xã hội làm cơ sở để tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị theo đó quân chương lao động hàng gì hai tập thể một ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tây ninh 2. hội nông dân huyện Nhân minh châu tỉnh tây ninh bàn khen Thủ tướng Chính phủ hai cá nhân. 1. bà Vũ Thị Cúc, trưởng phòng tổ chức hành chính quản trị thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng Sở Y tế tỉnh Tây Ninh. 2. ông Lê Văn Tới, hội viên chi hội người cao tuổi ấp cây xoài xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Mọi ý kiến phản ánh về cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xin vui lòng liên hệ. Đồng chí Nguyễn Hữu Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, số điện thoại 0918 575 113. Đồng chí Trần Thị Mỹ An, trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh, số điện thoại 0984 592 623 hoặc địa chỉ email ban tgkt a gov vn